Bắt cướp, ngày 13 tháng 10 năm 2018, hai người đàn ông tiến vào ngân hàng Great West Bank ở ngoại ô Milwaukee. Hai người này là khách hàng đầu tiên trong ngày. Chỉ ít phút sau đó, chúng lộ hình là kẻ cướp. Vụ cướp diễn ra rất chóng vánh. Chỉ trong 7 phút, hai tên cướp đã tẩu thoát với túi tiền đầy chặt sau khi tống toàn bộ nhân viên ngân hàng vào kho giữ tiền. Trong nhiều tháng sau đó, cảnh sát và mật vụ liên bang đã cố gắng lần theo tung tích hai tên cướp nhưng không có kết quả dù xem lại toàn bộ camera an ninh trong ngân hàng và các khu vực lân cận không có cách nào khác họ đã gửi chat tới google yêu cầu hãng này cung cấp thông tin dữ liệu định vị của những người dùng xuất hiện tại khu vực đó ở thời điểm diễn ra vụ cướp những yêu cầu kiểu này dần trở nên phổ biến trong những năm gần đây và nhiều lần tỏ ra có tác dụng google sẽ truy lại toàn bộ điện thoại android hoặc smartphone sử dụng dịch vụ google trong khu vực dựa trên thông tin vị trí cảnh sát sẽ xác định kẻ tình nghi phía cơ quan luật pháp cho rằng điều này hoàn toàn hợp pháp tuy nhiên nhiều tổ chức dân sự lo ngại biện pháp này có thể bị lợi dụng để xâm phạm thông tin riêng tư của người dân